Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài côn trùng rất đặc biệt, đó là con ve. Con ve không chỉ là một phần của âm nhạc tự nhiên mà còn mang đến nhiều điều thú vị về cuộc sống và cách chúng tương tác với môi trường xung quanh. Hãy cùng nhau tìm hiểu về con ve và những điều đặc biệt về chúng. Con ve là loài côn trùng phát ra những âm thanh riêng biệt để thu hút bạn đồng loại hoặc để giao tiếp với nhau. Tiếng kêu ve của chúng thường được nghe rõ vào những ngày hè nắng nóng. Khác với các loài côn trùng khác như dế, tạo âm thanh bằng cách cọ sát hai cánh vào nhau, ve sầu được tạo âm thanh bằng cách rung hai cái loa làm bằng màng mỏng, phát triển từ lồng ngực, có sườn bên trong. Những vòng sườn được co giãn thật nhanh, làm rung màng mỏng, tạo sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. Tiếng kêu của ve sầu có thể đạt tới 120 decibel, to như tiếng máy cưa và thậm chí còn to hơn cả tiếng nhạc rock, cách xa cả dặm vẫn có thể nghe được. Một bầy ve sầu kêu thường được gọi là một dàn đồng ca. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho bài hát của mình. Con ve có đầu to, vỏ cứng, có đốt, hai cánh trong có nhiều vân thường có hình dạng dài, mảnh mai, với thân màu nâu. Chúng có hai mắt lồi ở hai bên đầu, ba mắt phụ trên đỉnh đầu và râu có lông ở phía trước mắt. Thông thường chiều dài của mỗi con ve dao động vào 4 đến 5cm, nhưng có những con lớn tầm 7 đến 9cm. Chúng có đôi cánh mảnh và đôi mắt lớn, giúp chúng dễ dàng di chuyển và tìm kiếm thức ăn. Con ve được có khả năng tạo ra âm thanh rỉ rả, inh ỏi suốt mùa hè. Chỉ trong một vài tuần ngắn ngủi bò lên trên mặt đất, ve cái có thể đẻ tới 400 đến 600 quả trứng. Chúng sử dụng cơ quan đẻ trứng để tạo ra hàng loạt ổ trứng trên những cành cây con. Mỗi ổ trứng có khoảng 25 quả và mỗi một cành có thể chứa đến 20 ổ, tạo thành những đường rạch dài song song. Ve sầu thường đẻ trứng trên các loài cây như cây gỗ hồ đào, cây sồi và một số loại cây ăn quả. Cánh của ve sầu sở hữu một ma trận các gai cùn có kích thước nano, có khả năng tiêu diệt mọi vi khuẩn bám vào ngay cả khi nó qua đời. Ấu trùng ve thường sống từ 3 đến 4 năm ở dưới đất, sau đó mới bò lên thân cây rồi lột xác thành ve sầu. Quá trình ấu trùng lột xác thành ve sầu diễn ra vào khoảng tháng 5, tháng 6 hàng năm. Lúc này những con ve sữa sẽ bò lên thân cây gần đó, lột xác và cánh ve bắt đầu mở ra, màu sắc cũng dần trở nên đậm hơn. Chúng sẽ hút nhựa cây để bổ sung chất dinh dưỡng sau một đêm lột xác đầy gian nan. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con ve, một loài côn trùng độc đáo và quan trọng trong hệ sinh thái. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới tự nhiên xung quanh. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.